Xin trân trọng cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Sài Gòn TV và chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện thân mật với họa sĩ An Phong. Và kính thưa quý vị, thì sắp tới đây á, là An Phong sẽ có một cái cuộc triển lãm. Và lần này thì Thủy Vương thấy rằng, tại vì chị An Phong muốn á, là mỗi khi mà quý khán thính giả hay là một cái người đến thưởng tranh, nhìn bức tranh, thì chị ấy vẽ 80-90% bức tranh và 10% còn lại đó là của người thưởng tranh, họ dòm và họ cảm giác, họ tạo dựng lên cái câu chuyện cho mình. Và trong cái bức tranh ngao lưng của Thủy Vân, đó là một cái kỹ thuật, phải kỹ thuật đúng không chị? Mà Thủy Vân thấy nó rất là lạ, nó gọi là interactive, nó làm cho... Thế thì chị có thể giải thích cho quý khán giả là nó interactive như thế nào? Cái ý mà mình mời quý khán thính giả mà đi chơi tranh với mình đó, nó cũng bắt đầu từ cái Biển Đông. Yeah. Thế mình nghĩ nếu mà có vấn đề Biển Đông, một người giải quyết không nổi đâu. Phải tất cả mọi người cùng giải quyết cơ. Hình như từ đó tự nhiên nó đưa cho mình một cái ý là interactive. Tại sao mình không mời người ta để mà vô, để mà nói chuyện với bức tranh mình? Tại mỗi khi họ mà làm cái gì với bức tranh đó thì có bố cục nó thay đổi. Yeah. Hình như từ đó anh Phong đã làm qua những lần... 4 năm trước anh Phong có làm một cuộc triển lãm ở dưới báo Người Việt, tức là chung với mấy bạn khác, mấy họa sĩ khác. Thì có một tác phẩm anh Phong dán những cái mạng nước. Anh Phong mời mọi người xé một mạng nước đem về. Thì mỗi người mà họ đem về cái mạng nước đó, chính là cái mạng nước Biển Đông, họ đem theo cái mạng nước về với họ. Mà phần nhiều là người Việt Nam mình đem mạng nước nó về. Dạ. Mà anh Phong ký tên nữa, thành ra họ có một mạng nước nhỏ đem về. Kỳ này anh Phong làm một cái cách khác, là muốn nói về Biển Đông thì mình nên để mọi người nói chung. Thành ra trong bức tranh này anh Phong vẽ nguyên một cái mạng Biển Đông. Dạ. Nói chung là biển. Thì trong bức tranh này, tại vì cái kỳ này triển lãm á, nó có dính tới đề tài của 30 tháng 4. Nói chung vậy đó, những người Việt Nam đã ra khỏi Việt Nam đi đã bao nhiêu năm nay. Thì anh Phong lại vẽ một bức tranh nói về thuyền. Thì bức thuyền này nó lạ ở chỗ á, là trong cái khoảng này á, anh Phong đặt cái tựa đề là bọt biển. Thì nếu mà ai quý vị có đi vượt biên, quý vị trong gia đình có người đi vượt biên, hay là quý vị có bà con, cô bác, có bạn bè nào ngày xưa cũng đi ra khỏi nước Việt Nam bằng thuyền, nói chung là đi bằng thuyền á, hay là những người Mỹ mà 300 năm trước họ đi xa cái nước họ mà tới Mỹ cũng bằng thuyền, người ta gọi là chiếc mây pháo rồi đó. Thì tất cả những người mà đi ra khỏi nước bản thân của họ bằng thuyền mà tới được cái bến bờ khác á, thì anh Phong mời họ lấy một cái bọt biển, có nghĩa là một cái circle. Một cái bọt biển trong này có một chiếc thuyền. Nếu mà đi gia đình lớn thì lấy thuyền lớn. Nếu mà đi một mình thì lấy thuyền nhỏ vậy đó. Thì để vô trong bức tranh. Thì mỗi lần mà họ để như vậy á, là bức tranh thay đổi bố cục. Yeah. Cái này là một cái mắc nẹt mà nguyên sao nó cũng có miếng thiếp đó. Thành ra là cứ mỗi lần mình đi vậy, cái bọt biển nó từ từ nó đầy hết trong bức tranh. Thì anh Phong dự tính là làm khoảng 300 mấy cái bọt biển. Wow. Mọi người, mà càng nhiều bọt biển, có nghĩa cái thời gian đó nhiều người đi càng nhiều nữa. Thì mỗi khoảng đường đi nó khác nhau. Có những cái chỗ nó không có mắc nẹt nha, là đi rồi là cái mắc nẹt rất dưới đất á, có nghĩa là đi không lọt, cái bọt biển nó bể á. Yeah. Nếu có những cái ý ngoài sao, nhưng mà chúng ta không biết trước, chỉ có người lúc mà bỏ vô họ thấy không mới biết được. Hình như mình biết trước là sẽ có những cái bọt biển bị bể đó. Thì cái đó nó chỉ là một cái ý anh Phong gợi, như là anh Phong muốn mở cái cửa ra mời mọi người trở lại cái thời gian đó. Nhiều khi mình không có qua cái thời gian đó, nhưng mà những người bạn bè mình hay là những bà con mình nó có qua cái thời gian đó, thì anh Phong mở cửa mời quý vị trở lại cái thời gian đó, suy nghĩ lại. Đời nó không phải lúc nào cũng đẹp, nó không phải là 100 người đi là 100 người tới đâu. Nếu mà mình có cách nhìn lại, có những người không tới thì nó cũng như cái bọt biển, có những cái bọt biển sống dai lắm, đi xuyên qua nguyên cái Thái Bình Dương mà tới được bờ bên kia thì những cái bọt biển rất là sung sướng. Có những bọt biển đi không tới thì nó tự nhiên nó biến mất ở trên đại dương. Thì cái ý là như vậy cho cái bức tranh này. Thật là tuyệt vời, tại vì nhưng mà Thủy Vân rất là yêu thích. Tức là thích khi mà nghe chị giải thích, nhưng mà Thủy Vân sợ là tới lúc đó đó, lúc mà ra cái sẽ có rất là nhiều, điều này sẽ gợi lên rất là nhiều những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc. Người Mỹ dạy mình, người Mỹ dạy tôi là nếu mà có gì đau á, don't put under the rug. Yeah. Tức là đừng có giấu nó. Muốn nó hết đau phải đưa lên trên mặt, phải giải phẫu nó. Yeah. phải đem ra ngoài cho nó thoát, đúng. Yeah. Rồi đó, thì người Mỹ dạy tôi cái cách sống đó, thành ra tôi cười hoài là được như vậy đó. Yeah. Chứ nhìn lại cái thời gian mà đi vượt biên cực lắm. Yeah. Nhìn lại lúc đó tôi mới có 20 mấy tuổi, mà tôi dạy học sinh tôi mới có 11-12 tuổi, mà tôi tới được chạy tị nạn Bi Đông, mới lên bờ cái tự nhiên có đứa em nó chạy tới nó ôm tôi. Tại vì mỗi người đi cái thời gian khác nhau, nó ôm tôi, nó cô ơi cô, ôm xong một lát nó cô ơi con bị hãm, trời ơi nó đau làm sao á. Yeah. Thì những cái đó, yeah, mà nó giúp tôi là thoát được. Thì như vậy. Yeah.
Mà một cái điều hay nữa là cái này không chỉ riêng cho người Việt Nam mình mà còn có tất cả những người, giống như chị Anh Phong nói, là tất cả những người nào mà đã có một cái kỷ niệm, một cái sự kiện qua cuộc đời mà có dính với những cái này. Tại vì tôi nghĩ tranh nó không phải chỉ riêng cho người Việt Nam. Đúng rồi. Tranh nó có thể cho tất cả mọi người. Tại tranh nó không cần ngôn ngữ mà chỉ cần hình thể với nội dung mà người ta có thể hiểu được, thì người Mỹ tới coi tranh họ cũng cảm được, người Việt Nam coi tranh cũng cảm được, nhưng mà có thể là họ cảm theo một cái cảm xúc khác nhau. Đúng rồi. Đó, cái chuyện đó rất là đương nhiên. Yeah. Nhưng mình cuộc sống mỗi người ăn cái hamburger cũng ăn cái hamburger, nhưng mà mỗi người thấy cái mùi vị nó khác nhau chứ, phải không? Đó. Yeah. Thì bức tranh nó cho được người ta cái cảm xúc đó. Yeah. Yeah. Chị gợi mở những cái câu chuyện khác nhau cho mỗi cái người thưởng thức khác nhau. Thế thì vào cái cuộc triển lãm tranh An Phong sắp tới này, thì chị có thể cho bà con biết cụ thể. Kỳ triển lãm này An Phong được tổ chức tại Việt Báo, trên phòng Việt Báo trên đường Moran, thì địa chỉ chắc phải nhờ Thủy Vân đọc. Cái ngày bắt đầu là ngày 5 tây tháng 5, là tới 7 tây tháng 5, có nghĩa là chỉ có 3 ngày thôi. Mỗi ngày thì anh Phong sẽ ở đó từ 12 giờ tới 5 giờ là giờ thường, rất là mở cửa. Nhưng mà mỗi ngày lại có một cái việc khác nhau. Là ngày đầu tiên là ngày thứ 6, 5 tây tháng 5 tới giờ mở cửa. Sau giờ mở cửa thì chiều đó, từ 6 giờ tới 8 giờ mình có một cuộc gọi là opening reception, mạn đàm với bà sĩ. Thì nếu mà quý vị thời gian đó rảnh hãy tới, cứ hỏi đi, cứ hỏi câu hỏi gì mà trong cái khả năng của một người họa sĩ anh Phong trả lời được, anh Phong sẵn sàng trả lời. Từ cái nghệ thuật, từ cái kỹ thuật hay là cái cách tạo dựng tại sao, và anh Phong cũng sẵn sàng nói chuyện với lại quý vị. Ngoài những bức tranh nói chuyện với quý vị, anh Phong cũng nói chuyện với quý vị. Thì có 2 tiếng đồng hồ đó để mà mình mạn đàm với nhau, để nói chuyện với nhau. Thì cái ngành nghệ thuật nó ngộ chỗ này. Nhiều người tới Mỹ, từ cái thế hệ đầu tới thế hệ thứ hai, thứ ba cũng vậy, chúng ta tới Mỹ bằng hai bàn tay trắng đó. Hình như khi mà chúng ta có dịp đi học trở lại, cái môn học chúng ta bỏ là cái môn học nghệ thuật tạo hình. Tại vì môn học đó nghĩ là học lâu mà không kiếm được tiền thì người ta đi học những môn khác ra để mà kiếm tiền nhanh. Hình như cái môn này trong cộng đồng chúng ta không có phong phú, không có đa dạng. Nhưng mà khi mà những cộng đồng khác nhìn vô chúng ta, họ nhìn về cái văn hóa chúng ta rất là nhiều, thì cái nghệ thuật tạo hình là một cách rất là dễ để mà mình nói kết cộng đồng, tại vì không cần ngôn ngữ. Thì như anh Phong thấy là cái khi mà 2 tiếng đồng hồ đó quý vị đến được những cái gì về nghệ thuật mà anh Phong có thể trải được thì sẵn sàng trả lời. Và đặc biệt là vào tối ngày thứ 7, tức là ngày 6 tháng 5, có một cái đêm nhạc biển và lòng tôi. Cái đêm nhạc đó là một cái sự tình cờ ấy anh Phong. Tại vì lúc mà tôi vẽ tôi không có nghĩ tới Phạm Duy, tôi không nghĩ tới Phạm Đình Chương, tôi nghĩ tới tôi. Nhưng mà tự nhiên nó có một sự nối kết với nhau giữa cái người nghe nhạc, giữa cái người chơi nhạc với cái người về nghệ thuật tạo hình. Thì lúc đó bác sĩ Bích Liên với những người ca sĩ khác nói thôi mình làm một bữa về biển đi. Tại có những cái tác phẩm về biển nó đi với những cái bài nhạc về biển đó, nó hợp với nhau lắm. Mình nói đúng, tại vì là nhạc nó chỉ là diễn tả bằng những cái nốt nhạc, những cái âm thanh, nhưng mà nghệ thuật tạo hình diễn tả bằng cái hình ảnh, nhưng mà nó có những cái điều nó tương đồng với nhau, như là cái cảm xúc nó đi với nhau như thế nào đó, mỗi bài nhạc nó tung tăng như thế nào đó, thì cái vẽ nó cũng như vậy. Thì cái độ lên xuống, độ đậm lợt của cái màu nó đi với lại cái độ cao, độ trầm của cái tiếng hát á, nó có những cái sự tương đồng. Cái anh Phong thấy thích quá, hình như say yes. Hình như nhưng mà anh Phong không phải cái người ca sĩ. Hình như quý vị tới hôm đó là hôm thứ 7, 6 tháng 5, lúc 7 giờ rưỡi chiều là bắt đầu có một buổi ca nhạc, buổi nhạc. Quý vị ngồi nghe đã luôn. Mà không những chỉ có nhạc của người Việt Nam, mà kỳ này có luôn những cái bản nhạc của người ngoại quốc, có người tiếng Anh đó, của những người trẻ hơn, của thế hệ sau này chơi chung với nhau, mà họ không phải là người Việt Nam nữa, họ chơi chung với nhau. Hình như chúng ta thấy được cái sự mà universal, cái sự tương đồng giữa những người với người với nhau. Cái nó hiện tả không những trong tranh mà cả trong nhạc nữa. Hình như hôm đó quý vị tới là nghe sướng lỗ tai luôn. Và khi mà nghe sướng lỗ tai rồi, ngày hôm sau có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là vẽ với An Phong vào ngày Chủ nhật. Đã ngồi 3 ngày thì làm hết 3 ngày luôn. Bấy lâu nay khi mà An Phong đi ra ngoài cộng đồng chúng ta thì gặp rất là nhiều người họ hỏi sao cô không mở lớp. Mà nói thiệt chứ thôi, An Phong mở không nổi đâu. An Phong đã đi dạy đại học rồi, học sinh cũng lấy rất là nhiều cái năng lượng của anh Phong rồi. Về nhà cũng phải vẽ, thành ra là sáng nay sẵn ngồi đó ngày Chủ nhật anh Phong mở lớp vẽ. Thì cái lớp vẽ này khi mà quý vị tới là đóng học phí là 50, thì trong đó là tính luôn tất cả những cái dụng cụ phải xài rồi anh Phong đi mua luôn đó, mà cũng có chút rượu để uống nhâm nhi, thành ra không cho nít, chỉ cho người lớn thôi. Thì anh Phong nghĩ là cái trình độ dạy đại học của anh Phong thì thích hợp cho người lớn hơn. Thì dạy thì cái sự mà hiểu với nhau nó dễ, nó nhanh nữa để mà có thời gian để vẽ đó. Thì cái kỳ này khi mà
quý vị đến mà vẽ đó, thì anh Phong sẽ dẫn giải một số cách vẽ, mà nói luôn cái lý thuyết vẽ, tại sao vẽ, vẽ như thế nào, mà vẽ làm sao mà mình ra mình chứ không có giống người khác. Thì cái đó là một cái khó, nhưng mà mình chỉ học về cái khái niệm, cho từ đó ai muốn đi xa bao nhiêu là tự mình đi. Là cái đó về ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 5 từ 12 giờ tới 4 giờ. Dạ, yeah. Vậy thì Vân xin đọc lại là triển lãm solo đầu tiên của anh Phong sau rất là nhiều năm trong cộng đồng Việt Nam là vào ngày 5 tới ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại Việt Báo Gallery. Địa chỉ là 14841 đường Moran, thành phố Westminster. Cả 3 ngày thì từ 12 giờ cho tới 5 giờ chiều, và đặc biệt là mỗi ngày đều có những chương trình khác nhau. Cho nên là Thủy Vân cũng như là chị Anh Phong rất là mong muốn được gặp quý vị vào ngày hôm đó. Và kính thưa quý vị, bây giờ quý vị có thể thấy là Thủy Vân cũng như chị Anh Phong đã đứng lên, và chị Anh Phong đã mặc cái apron để mà chuẩn bị cho quý vị sneak peek một chút xíu cái quá trình sáng tác của chị. Và trước mặt là một bức tranh chưa vẽ xong. Chị có thể chia sẻ sơ nét về bức tranh này không? Một hôm đang đi bộ trong trường đại học Cap Hó Liệp Hồ Mố nè, trường đại học có rất là nhiều cây. Mình thấy có những cái cây họ biết lột vỏ. Cái mình thấy mỗi lần lột vỏ là hiện lại phía trong á. Cũng như người mình á, khi mà mình giấu hết á thì không ai thấy mình phía trong á. Từ từ mình phải cởi mở ra mình mới thấy được phía trong của người mình. Thì lúc đó anh Phong lấy cái này để làm cái bức tranh. Cái thứ hai nữa là tự nhiên mình nhớ là bên Việt Nam ngay cái đường Nguyễn Huệ bao nhiêu cây bị chặt hết á. Khi mà chặt như vậy á, tội lắm. Khi mà không có cây nó sẽ ảnh hưởng tới môi trường á. Thành ra anh Phong muốn vẽ hai cái cảnh đi chung với nhau, thì kiểu này chỉ là một cảnh của bên Mỹ thôi, còn cái cảnh thứ hai chưa vẽ xong. Hình như khi mà để cái bố cục giữa hai cái cảnh như vậy á, thì anh Phong nghĩ tới là xài một cái canvas khác. Mà khi mà một vẽ một cái, hình như đang suy nghĩ trong cái thời gian suy, một cái canvas khác mà khi mà để như vậy á, thì nó có hai cái hoàn cảnh sống, hai cái môi trường sống, mà để như vậy á, để béo lên cái circle đó, thì bên này tôi phải để một cái chỗ nào có một cái đường cong. Hình như không những mà chỉ có nội dung mà phải nghĩ tới hình thức á, là giữa cái đường cong này nó đi với đường cong khác như thế nào á, thì cái đường cong đó đi là những cái đường cong của cây lá, thì đó chỉ là ý nghĩ thôi, mà lúc vẽ không ra là phải bỏ là cũng bỏ vậy đó. Hình như khi mà vẽ như vậy á, mình phải có cái can đảm xóa. Can đảm bỏ vô là một chuyện, mà can đảm phá nó là một chuyện nữa. Khi mà mới bắt đầu vẽ mấy chục năm trước, anh Phong không có can đảm đó. Tại mình bỏ 12 tiếng đồng hồ mà vẽ bức tranh cái phục dùng đó, nó không đẹp nhưng mà phá không nổi, thấy thương nó quá. Mà ngày hôm nay thì đủ can đảm phá, thấy chỗ nào mà nó không hợp với nhau, mình phải loại nó ra. Ở chỗ nào nhiều quá phải giảm bớt lại. Và cái bức tranh nó bắt đầu nó thoát được là ngày hôm nay. Đó cũng chỉ là cái kinh nghiệm sống thôi. Từ từ, nhớ tới ngày hôm nay càng già càng vui càng như vậy. Mình bỏ bớt lại. Cái nào mình thấy không cần thiết mình bỏ bớt lại, không giữ nữa. Thì mình mới nhẹ được đó. Thì bức tranh tôi thấy là ngày hôm nay tranh tôi vẽ nhẹ hơn trước kia nhiều như vậy. Đó cũng là từ cái sự sống của mình mà nó ra thôi. Hình như khi mà tôi vẽ bức này tôi lấy cái màu tươi. Tại vì tôi nghĩ là ở Cali cũng nóng lắm. Nó cũng giống Việt Nam cũng nóng lắm. Thì cái màu vàng trở thành cái màu chính của bức tranh. Thì trong cái màu vàng đi như vậy á, mà quý vị nhìn kỹ trong cái màu vàng nó có cái trong cái màu vàng trong đó, không phải một cái màu vàng. Nó đi từ lemon yellow, nó qua tới rich yellow, nó có nhiều cái yellow trong đó. Nó chỉ diễn tả cái sự nóng mà mình thấy trong cái hoàn cảnh sống mình. Một cây mà càng ít cây á, cái màu vàng nó càng tăng lên. Thành ra tôi nghĩ là khi mà tôi vẽ xong cái cây này á, tới cái miền Việt Nam chắc tôi vẽ cái màu vàng nó dữ lắm. Tôi để trong này. Thành ra khi mà quý vị nhìn nó sẽ thấy những cái chuyện nó không có dính dáng với nhau, giữa cái cây với người không dính với nhau. Nhưng mà khi bị hình như cái nghệ thuật tạo hình của thế kỷ 20 á, cuối thế kỷ 20 với đầu thế kỷ 21, nó có một cái lạ là người họa sĩ hay để một cái statement, tức là họ viết một cái gì đó họ để kế bên bức tranh. Tại vì cái statement đó bắt đầu họ mở cửa cho người ta coi, tại vì lúc họ vẽ họ không vẽ những gì họ thấy mà họ vẽ những gì họ suy nghĩ. Hình như cái statement giúp quý vị khi mà thấy hai cái chuyện này nó không ăn thua gì với nhau, tại sao nó lại ở trong bức tranh, thì lúc đó trong cái statement tôi sẽ để. Cái lý do tôi làm là như vậy, tôi muốn nói từ bên Việt Nam, từ cái đường Nguyễn Huệ qua tới bên này ở Cali, ở miền Nam Cali tôi thấy như thế nào thì tôi nói nó như vậy. Hình như khi mà vẽ thường là tôi vẽ từ cái background tới foreground, có nghĩa là đi từ ngoài sau tới đằng trước, thì cái đằng trước sẽ là cái sau cùng. Nhưng mà tôi biết là tôi muốn để nó đâu. Hình như khi vẽ màu của tôi xài là màu acrylic. Hình như cái dễ nhất á, tất cả màu nóng nằm bên, tất cả màu lạnh nằm bên. Hay như lúc mình chơi với nó, mình quậy tùm lum mình quậy được. Mình quậy với nó mình bắt đầu chơi. Mà màu acrylic nó khô nhanh lắm. Hay như khi mà nó bắt đầu khô á, mình phải rửa cỏ bằng nước. Hay như lúc nào cũng có sẵn nước, có sẵn làm cho nó không có bị khô đó. Thì mình bắt đầu mình vẽ lại được. Mà khi vẽ như vậy mình phải nghĩ là kế bên cái màu này mình đi với màu khác như thế nào thì
cứ chơi với nó thôi. Nó không ra thì mình xóa nó. Cũng như mình đi tiệm ăn, ăn lừng không ngon, đừng chở lại tiệm nó, đi tiệm khác vậy đó. Thì vẽ nó cũng như vậy đó. Yeah. Thì mình cứ vẽ mà cái màu nó mình coi nó không hợp nhau thì đừng có xài màu nó nữa, xài màu khác. Mà khi mà xài màu khác có nghĩa là mình cứ pha một cái màu khác đi với nó. Khi mà tôi muốn nói về cái nhiệt đới á, thì nó có cái màu xanh lá cây trong đó. Thì cái màu xanh lá cây nó đi với màu vàng nó đi chung với nhau. Và nó cứ đi như vậy. Mà khi mà... Yeah. Tôi thấy là cái hội họa nó có liên quan với cuộc sống rất là nhiều. Khi mà nhiều khi mình không biết á, mình vẽ, mình chỉ vẽ thôi. Nhưng mà một khi mình thấy được cái đời sống con người với lại cái vẽ nó giống nhau á, nó vui lắm. Từ đó mình suy nghĩ được những điều mình muốn được. Yeah. Thì cũng giống như là khi nãy chị không có chia sẻ là cái cây nó được bị, nó bị lột ra, giống như là con người mình muốn thoát, muốn thì phải bắt đầu cởi mở ra, đúng không? Và bây giờ là chị Anh Phong đang thoát. Họa sĩ Anh Phong của Nhật Thủy Vân xin kính mời quý vị đến với cuộc triển lãm tranh Anh Phong vào ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại Việt Báo Gallery. Một lần nữa, địa chỉ là 14841 đường Moran thuộc thành phố Westminster. Thì cả 3 ngày, giờ mở cửa của phòng tranh là từ 12 giờ cho tới 5 giờ chiều. Và mỗi ngày đều có những cái chương trình rất là độc đáo và đặc biệt. Vậy thì từ cái lúc mà chị bắt đầu, chị có một cái inkling của cái cảm xúc là chị sẽ vẽ bức tranh này cho tới lúc này là đã bao nhiêu ngày rồi, và chị định là chị sẽ hoàn thành cái bức tranh này trong bao lâu? Đi bắt cái mơ mình phải bắt liền. Dạ. Bắt xong rồi cứ để cái mơ khoảng 2-3 tháng cũng được nữa. Mình phải bắt nó. Đây là phải bỏ cái cảm xúc vô để mà cái bố cục bắt đầu đi á. Xong rồi mình phải đợi tranh khô. Rồi cái mình phải đợi cái cảm xúc nó trở lại. Để mà nó đi bắt nhịp với nhau á. Thì đấy mỗi bức tranh mình vẽ cái cách khác nhau. Thì nó bắt nhịp với nhau mà mình bắt đầu mình vẽ. Thì mình phải lúc nào cũng đi từ cái tổng thể tới chi tiết. Thì nó mới quyện với nhau được, chứ đi chi tiết liền á, bức tranh nó bị cứng á. Yeah. Hình như vẽ rất là lâu, có những bức như bức này tôi vẽ hết cả tháng. Mà trong khi tôi vẽ rồi nó khô á, tôi đi bắt một cái mơ khác. Mà trong khi tôi bắt cái mơ khác á, là cái cảm xúc phải bỏ hẳn cái này ra để mà chuyển mình vô cái bức tranh kia. Thì cái nó mới tới được cái bức tranh đó. Hình như nhiều khi làm họa sĩ như con cá kè vậy đó, là lúc thay đổi màu này, mà tùy theo bức tranh mà mình thay đổi. Có những bức tranh thay đổi không được là mình phải ngừng đợi tới một năm sau, khi mà mình tức là calm down đó, lúc là mình nhìn lại mình thấy ok, tại vì nó bận rộn quá, tại vì nó diễn đạt không được, xóa nó, bắt đầu dễ mơ. Hình như khoảng 10 giấc mơ có thể bắt được khoảng 30 giấc mơ thôi. Dạ, chứ không phải lúc nào cũng bắt được. Hình như ai nói mà vẽ bức nào tới bức đó chắc thôi, không phải tôi vẽ không tới được đâu. phải tới từ từ, có những bức tới tức là hạnh phúc. Yeah. Hình như nhiều khi nói cuộc sống của người có những cái vui hay là những cái hạnh phúc á, nó không tới bằng tiền bạc mà tới bằng là mình chạy theo cái giấc mơ của mình. Mà mình bắt được nó, cái vui nó đẹp lắm. Vì khi chị bắt được giấc mơ, tâm hồn của chị nó thoải mái hơn. Nó sướng làm sao á. Nó sướng hơn. Yeah, nó thoát. Bởi vậy nên chị trẻ hoài. Nó không ghen tị. Và thôi, thì Thủy Vân sẽ nhường thời gian cho chị để cho chị thoát. Và Thủy Vân xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc nói chuyện rất rất là thân mật tại home studio của họa sĩ Anh Phong. Và Thủy Vân xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình nữa của Art to Art, Heart to Heart, một chương trình có sự cộng tác của Đài Sài Gòn TV và VAALA. Xin trân trọng chào tạm biệt.